Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách công chiếu video trên kênh YouTube của mình như thế nào bằng điện thoại. Thì như các bạn đã biết thì trước tiên để công chiếu video trên kênh YouTube của mình như thế nào thì cái công chiếu nó có cái tác dụng gì và vì sao chúng ta nên công chiếu, có nên công chiếu hay không hay là up video nguội, thì đấy là những cái câu hỏi mà Yến sẽ giải đáp trong cái video ngày hôm nay. Thì cái video ngày hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách công chiếu. Thì trước tiên Yến sẽ giới thiệu với các bạn về cái tác dụng của công chiếu video trên kênh YouTube như thế nào. Thì các bạn làm video ấy thì các bạn biết rằng khi chúng ta công chiếu video trên kênh của mình thì nó phân phối tới người xem nhiều hơn, nhanh hơn so với khi chúng ta up video nguội. Thì khi đăng video trên kênh YouTube của mình nó có 3 hình thức đúng không? Nó có 3 hình thức. Hình thức thứ nhất là các bạn sẽ đăng video lên. Các bạn sẽ đăng video lên kênh của mình, đăng bình thường, đăng nguội lên kênh video của mình. Hình thức thứ hai đấy là các bạn sẽ công chiếu video của mình trên kênh. Hình thức thứ ba là các bạn sẽ livestream trực tiếp trên kênh video của mình, trên cái kênh YouTube của mình. Thì đấy là ba cái cách up video trên kênh, ba cái cách đăng video trên kênh YouTube của mình. Thì đối với cái cách thứ nhất là cái cách đăng video nguội trên kênh của mình, có nghĩa là các bạn khi các bạn quay được một cái video nào đấy, chỉnh sửa xong xuôi thì các bạn sẽ đăng lên kênh của mình. Và khi đăng cái video lên như thế sẽ ít người biết đến cái video của các bạn và ít người tiếp cận được cái video của các bạn trong cái thời gian sớm nhất, rất là ít người biết đến. Thì đấy là nó không không hay bằng. Đấy đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn công chiếu. Thì ở cái cách này Yến đang hướng dẫn ở cái video này là công chiếu video của mình trên kênh YouTube. Thì khi có nghĩa là khi các bạn quay được một cái video nào đấy, các bạn chỉnh sửa xong và các bạn sẽ công chiếu trên cái kênh của mình, là các bạn sẽ công chiếu trực tiếp, các bạn sẽ công chiếu trực tiếp cái video của mình trên kênh. Thì nó có tác dụng gì? Thứ nhất là nó có tác dụng là nó phân phối tới người xem nhiều hơn, nhanh hơn. YouTube nó sẽ nhận ra cái video đang công chiếu và nó sẽ phân phối tới những cái người đã đăng ký kênh của các bạn biết đến cái video của các bạn nhanh hơn. Các bạn hãy để ý rằng là khi một ai đó công chiếu hoặc là livestream thì các bạn nhận được cái thông báo đấy rất là nhanh đúng không? Còn người ta up cái video nguội lên thì các bạn sẽ thậm chí nhiều video, mỗi mỗi giây hàng ngàn video được up lên ở trên YouTube nên các bạn sẽ không có thể là không nhận được cái thông báo đấy. Còn khi công chiếu và khi livestream thì nhận được thông báo rất là nhanh. Đặc biệt khi công chiếu, khi mỗi một video các bạn chỉnh sửa xong, các bạn công chiếu trên kênh của mình thì thứ nhất là nó phân phối tới người xem trên kênh YouTube nhanh hơn này. Thứ hai, nếu các bạn có đổi nhóm thì video công chiếu có nghĩa là mình đã lên lịch sẵn cái video đấy trên kênh, hẹn giờ hẹn ngày đã công chiếu thì mình có thể kêu gọi cái đội nhóm của mình vào để tương tác, sẽ giúp cho cái video của mình nó tăng cái lượt xem lên, và khi cái lượt xem đạt cao thì cái video của mình nó dễ có khả năng đề xuất ra bên ngoài hơn, video nó sẽ dễ dàng đề xuất cái video của mình, YouTube nó sẽ có khả năng đề xuất cái video của mình và phân phối tới nhiều người xem hơn nữa. Thì đấy là cái tác dụng của công chiếu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách công chiếu như thế nào. Và ở trên màn hình các bạn đang xem đây là cái kênh YouTube của Yến. Nếu sau khi các bạn xem cái video này các bạn thực hiện được dễ dàng và các bạn thấy nó hữu ích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cái kênh của Yến giúp Yến nhé. Rồi bây giờ Yến sẽ vào cái hướng dẫn cho các bạn luôn. Mình sẽ thoát nó ra. Rồi, bây giờ để công chiếu cái video của mình trên kênh thì Yến sẽ thực hiện luôn. Bởi cái tối nay Yến sẽ công chiếu cái video của mình, Yến sẽ làm ngay trên kênh của mình cho các bạn xem luôn. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào đâu? Đầu tiên các bạn sẽ vào cái ứng dụng Google Chrome ở đây. Ở đây, đây là cái ứng dụng Google Chrome ở trên điện thoại thì các bạn sẽ bấm vào đây. Rồi, khi các bạn mở cái ứng dụng Google Chrome thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Ở đây, giao diện như thế này và các bạn sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm ở trên góc màn hình, ở phía bên tay phải trên góc màn hình ở đây. Cái dấu 3 chấm này các bạn sẽ bấm vào đây. Đấy,
Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ kéo cái khung, cái thang này lên, các bạn sẽ kéo nó lên đấy. Khi các bạn kéo nó lên, các bạn sẽ thấy ở dưới này nó có một cái ô vuông. Đấy là có chữ trang web cho máy tính. Có nghĩa là cái bây giờ mình sẽ chuyển cái điện thoại của mình, các bạn tích V vào đây để chuyển cái điện thoại của mình về cái trang web dành cho máy tính, về cái dạng giống như cái máy tính để bàn của mình. Vì trên máy tính chúng ta mới có thể thực hiện được công chiếu, còn ở điện thoại thì mình nếu mình không chuyển về cái dạng máy tính thì mình sẽ không thể công chiếu ở điện thoại của mình được. Vì thế chúng ta sẽ tích V vào đây để nó công để nó về hình dáng là một chiếc máy tính. Đây thì ở đây là cái hình dạng của điện thoại của mình, bây giờ nó trở thành giống như một chiếc máy tính để bàn rồi. Vì thế chúng ta có thể thực hiện các thao tác công chiếu ở trên đây. Bây giờ các bạn sẽ vào đâu? Các bạn sẽ vào cái dấu này này, cái mũi tên ở trên góc phía bên trái màn hình phía trên này, trên góc này giống hình ngôi nhà này, phía trên góc cái mũi tên này các bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn sẽ bấm vào đây, cái mũi tên này các bạn sẽ bấm vào đây. Rồi khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ có cái giao diện như thế này này. Cái giao diện như thế này, các bạn có thấy ở đây là có cái ký hiệu YouTube đã ở đây không? Ở đây các bạn giờ các bạn bấm vào cái chữ YouTube ở đây. Đây, cái chữ YouTube các bạn bấm vào đây. Rồi. Khi các bạn bấm vào cái chữ YouTube đấy thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn thấy nó có giống cái máy tính của mình không? Đúng không? Cái điện thoại của mình bây giờ nó giống như một cái máy tính luôn. Đây, và khi các bạn bấm vào đây rồi thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào ở đây, các bạn sẽ bấm vào cái hình đại diện kênh của các bạn, cái khuôn mặt hoặc là cái hình đại diện gì đấy, nói chung là cái hình đại diện kênh của các bạn. Ở đây thì em bấm vào hình cái khuôn mặt của mình ở đây. Thì ở đây mình sẽ bấm vào đây. À không, Yến quên, mình sẽ bấm vào cái camera chứ. Mình sẽ tải video lên. Mình sẽ bấm cái chữ cái hình camera ở đây này. Hình camera ở đây ở các điện thoại của các bạn, nếu mà các bạn chưa đạt 1000 sub thì nó sẽ không có cái dấu cộng màu trắng ở giữa này. Còn đối với kênh của Yến thì nó đã đạt 1000 sub nên là nó có cái dấu cộng màu trắng ở giữa này, có nghĩa là cái tab cộng đồng, ký hiệu của tab cộng đồng. Thì các bạn sẽ bấm vào cái hình camera này. Đây, cái hình camera này đây. Đây. Thứ nhất là cái ảnh đại diện, thứ hai cái chuông này, thứ ba là cái ô vuông, thứ tư là cái camera. Các bạn bấm vào cái camera này. Rồi các bạn bấm vào đây. Rồi Yến sẽ phóng to một xíu cho các bạn nhìn cho rõ. Ở đây này. Rồi khi các bạn bấm vào cái hình camera này, nó sẽ lên cái ba cái hình này, ba cái bước này. Thứ nhất là tải video lên, hoặc là phát trực tiếp, hoặc là tạo bài đăng. Thì các bạn bấm vào cái ô đầu tiên là tải video lên. Ở đây, cái ô đầu tiên là tải video lên, cái ô này này. Đấy, cái ô đầu tiên là tải video lên. Các bạn sẽ bấm vào cái chữ tải video lên. Các bạn bấm vào chữ tải video lên. Rồi thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào đâu? Các bạn sẽ bấm vào chữ chọn tệp ở đây này. Cái chữ chọn tệp này. Các bạn bấm vào cái chữ chọn tệp. Rồi ở đây các bạn cái chữ chọn vào cái chữ chọn tệp này này. Các bạn bấm vào cái chữ chọn tệp này. Chọn tệp, bấm vào đây. Rồi nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Tức là thứ nhất là máy ảnh, video, ghi âm và tệp. Các bạn bấm vào cái chữ tệp này. Bởi vì video các bạn quay xong rồi nó sẽ lưu ở cái tệp nào đó ở trong điện thoại. Các bạn bấm vào cái chữ tệp này. Đấy, Yến sẽ bấm vào cái chữ tệp đấy. Rồi ở cái chữ tệp này các bạn sẽ bấm vào video. Video, các bạn bấm vào cái chỗ video này. Nó sẽ ra đây là những cái tệp ở trong điện thoại của mình. Thì Yến vừa xuất cái video mà Yến tối nay Yến công chiếu ở cái export này. Ở cái tệp này thì Yến sẽ bấm vào đây. Nếu các bạn không chỉnh sửa thì nó sẽ lưu có thể ở camera này này. Còn Yến chỉnh sửa thì Yến sẽ lưu ở đây. Nên là Yến bấm vào đây. Rồi ở đây, khi ở đây thì đây là cái video mà Yến sẽ công chiếu tối nay, nên là Yến sẽ bấm vào cái video này.
Đấy thì các bạn chờ xíu nó sẽ tải cái video của mình lên kênh. Tải video của mình lên kênh để tối nay mình công chiếu. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào đây, nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Các bạn ở đây là cái giao diện mà mình sẽ chỉnh sửa để công chiếu. Ở đây các bạn sẽ bấm vào cái mục đầu tiên. Yến sẽ phóng to cho bạn xem. Rồi ở đây các bạn bấm vào đây, bấm vào cái tiêu đề của cái video này là gì, các bạn bấm vào đây. Mình sẽ xóa cái này đi và mình sẽ bấm cái tiêu đề vào. Tiêu đề tối nay Yến công chiếu cái video có cái tiêu đề đấy là cách cách đặt video cách đặt video mặc định trên trang chủ, cách đặt video mặc định trên kênh YouTube. Bằng điện thoại. Rồi đây là cái tiêu đề mà cái video tối nay sẽ công chiếu. Và tiếp theo các bạn khi bấm tiêu đề xong, tên cái video mà các bạn sẽ công chiếu, thì các bạn xuống phần tiếp theo ở đây là cái phần mô tả cho cái video đấy. Cái phần mô tả các bạn gõ vào đây, các bạn gõ ở đây cũng được, hoặc là các bạn nếu các bạn không gõ trực tiếp vào đây thì các bạn sẽ chỉnh sửa sau khi video đã công chiếu xong, thì các bạn chỉnh sửa cái phần mô tả ở trên cái điện thoại của mình cũng được, hoặc là các bạn vào đây cái phần mô tả này các bạn bấm vào đây thì nó sẽ mô tả, tức là mình sẽ mô tả cái video của Yến. Đây là cái video Yến sẽ mô tả cái phần video của Yến là có nhiều bạn mới làm YouTube. Khi đi tương tác sẽ thấy một số kênh có chữ không có hoạt động nào gần đây. Đấy, có nhiều bạn mới làm YouTube khi đi tương tác sẽ thấy một số kênh có chữ không có hoạt động nào gần đây. Vậy làm thế nào để video hiển thị? Làm thế nào để video hiển thị trên kênh video này? Yến sẽ hướng dẫn cách đặt video mặc định trên kênh YouTube bằng điện thoại.
Đấy, các bạn có thể là viết cái phần mô tả này nhiều hơn nữa. Ở đây thì Yến làm nhanh cho các bạn xem. Thì ở đây các bạn viết ở đây cũng được, hoặc là các bạn chỉnh sửa sau khi đã công chiếu, các bạn chỉnh sửa ở trên kênh của mình cũng được. Thì tiếp theo các bạn kéo xuống phía dưới này, các bạn sẽ kéo xong thì các bạn sẽ kéo xuống. Ở đây thì các bạn có thể là tải hình thu nhỏ lên này, hình thu nhỏ ở đây, hình thu nhỏ hình hình đại diện cho cái video của mình. Các bạn có thể tải lên đây, bấm vào cái chữ hình thu nhỏ để các bạn tải lên. Ở đây thì Yến vừa làm xong cái video, Yến cũng chưa chưa tạo cái hình thu nhỏ, cái hình ảnh thu nhỏ ở Canva thì Yến chưa tạo. Thì ở đây Yến video Yến hướng dẫn cho các bạn thì Yến cũng làm luôn cho các bạn xem. Ví dụ cái hình thu nhỏ của mình. Hình thu nhỏ ở đây các bạn sẽ bấm, các bạn bấm vào cái chỗ hình thu nhỏ này để lấy cái ảnh về cái nội dung của mình để làm hình đại diện cho cái video ở đây. Hoặc là và phần tiếp theo khi các bạn đã bấm vào cái chữ hình thu nhỏ này thì nó sẽ ra cái giao diện là cái ảnh của các ảnh nào đấy mà các bạn muốn lấy làm ảnh đại diện của video, thì các bạn bấm vào đấy là nó sẽ lên cái hình đại diện ở cái video. Ở đây thì Yến chưa chỉnh sửa nên là thôi Yến bỏ qua cái này. Rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ kéo xuống. Kéo xuống nữa. Ở đây các bạn thấy đối tượng người xem thì các bạn cài đặt ở đây. Nếu mà video dành cho trẻ em thì các bạn cài đặt chữ có. Còn ở Yến thì không dành cho trẻ em nên Yến kích vào chỗ không này là không dành cho trẻ em. Tiếp theo nữa các bạn kéo xuống phía dưới. Kéo xuống phía dưới các bạn sẽ thấy ở phía dưới góc này có chữ tiếp ở đây. Các bạn sẽ bấm vào cái chữ tiếp này. Ở đây. Rồi mình sẽ kéo nó lên, mình sẽ kéo nó lên. Ở đây này thì lúc đầu cái bước trước Yến vừa làm là cái bước chi tiết này, là cái phần đầu, phần bước thứ hai, đây là bước 1, bước thứ hai. Chúng ta vừa ấn vào cái chữ tiếp đấy là nó sang bước thứ hai là các thành phần của video. Các thành phần thì thêm màn hình kết thúc và thêm thẻ ở đây thì các bạn có thể là thêm ở đây hoặc là các bạn chỉnh sửa sau, sau khi các bạn đã công chiếu thì các bạn thêm sau cũng được. Thêm thẻ này, nội dung có liên quan trong video các bạn có thể thêm thẻ ở đây cũng được. Các bạn bấm vào đấy, đây thêm thẻ ở đây. Ở đây thì cái bước này thì Yến thường là Yến chỉnh sửa sau khi công chiếu, Yến hay hay chỉnh sửa ở trên cái điện thoại của mình. Chữ nó phóng to mình làm nhanh làm dễ hơn, còn ở đây là nó chuyển sang dạng máy tính nên là chữ nhỏ mình làm nó lâu hơn, nên là ở đây thì mình sau khi công chiếu thì các bạn có thể là chỉnh sửa ở cái điện thoại của mình cũng được. Ở cái thêm thẻ tăng từ khóa như thế nào thì Yến đã có video hướng dẫn cho các bạn rồi. Rồi các bạn bước này nếu mà các bạn chỉnh sửa trên điện thoại nó dễ hơn hơn là ở cái máy tính kiểu chuyển sang dạng máy tính như thế này. Nên mình sẽ chuyển sang cái bước 3, cái chế độ hiển thị này này. Các bạn, đây là bước 2, thôi các bạn bỏ qua cái bước này đi. Nó không sao, mình chỉnh sửa sau. Tiếp theo là cái bước 3 là chế độ hiển thị, các bạn bấm vào cái bước 3 này. Rồi đây, ở đây là cái bước 3 thì các bạn sẽ mình sẽ chỉnh sửa. Các bạn ở đây cái chỗ xuất bản ngay các bạn kích vào cái dấu V này, các bạn kích vào đây. Rồi, khi kích vào đây nó sẽ hiển thị lên ở đây xuất bản ngay, các bạn bật tích vào cái chữ công khai này này. Các bạn tích vào đây. Rồi và các bạn nhớ tích vào cái dấu đặt ở chế độ công chiếu ngay. Nếu mà các bạn quên tích vào cái dấu đặt ở chế độ công chiếu thì nó sẽ up cái video của mình ngay bây giờ luôn. Nhưng mà các bạn phải đặt ở chế độ công chiếu bởi vì mình đã hẹn giờ tối nay rồi thì mình sẽ tích vào đặt ở chế độ công chiếu. Tiếp theo xuống phía dưới này là lên lịch. Các bạn tích vào cái dấu V ở đây, các bạn lên lịch. Đây. Rồi, lên lịch đây thì các bạn chọn bắt đầu, các bạn sẽ chọn ngày và chọn giờ. Ở đây các bạn sẽ tích vào cái dấu V ở đây. Yến sẽ phóng to một xíu đấy. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ lên chọn mình chọn ngày, ngày ngày 15, hôm nay là ngày 15 tháng 2 rồi. Bây giờ các bạn chọn giờ ở bên này, các bạn tích vào cái dấu ở đây. Cái mũi tên ở đây. Các bạn chọn giờ thì các bạn kéo cái thanh giờ này lên. Mình sẽ chọn giờ. Yến thì Yến chọn là 21 giờ tối nay. Ở đây. Đâu rồi? Đây nó đánh sai. Mình chọn 21 giờ ở đây này.
Rồi mình tích vào 21 giờ thì nó sẽ hiển thị lên, Yến thu nhỏ lại cho các bạn xem. Ở đây này, Yến đã chọn ngày 15 tháng 2 và 21 giờ ở đây. Chọn xong ngày và giờ thì các bạn bấm, luôn luôn nhớ là bấm vào đặt làm video công chiếu, các bạn nhớ bấm vào đây. Nếu các bạn không bấm vào đây nó sẽ xuất bản ngay, tức là nó sẽ phát ngay. Nên các bạn bấm vào đặt vào video công chiếu, các bạn tích V vào đây. Đấy, các bạn tích V ở đây. Thế là xong cái bước này. Bước này đây, ở phía dưới góc màn hình các bạn thấy cái chữ lên lịch ở đây không? Ở phía dưới có chữ màu xanh lên lịch đây, ở đây thì các bạn bấm vào cái chữ lên lịch này thì mình sẽ hoàn tất cái bước đặt lịch video công chiếu tối nay cho cái video của mình trên kênh. Yến sẽ bấm vào cái chữ lên lịch. Rồi lên lịch rồi nó sẽ hiển thị cái giao diện như thế này, các bạn bấm vào cái chữ đóng này này. Rồi các bạn thoát ra khỏi cái này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào kênh để xem là mình thực hiện cái bước công chiếu video trên kênh YouTube của mình đã hoàn thiện chưa, đã xong được chưa nhá. Yến sẽ vào kênh của Yến. Yến sẽ xem là cái video tối nay Yến đặt lịch đã được chưa. Kênh của bạn, vào kênh của bạn. Rồi ở đây Yến sẽ chuyển sang cái video. Ở đây là cái phần trang chủ, Yến sẽ chuyển sang cái phần video để xem cái lịch tối nay. Đây, thì đây là cái lịch công chiếu tối nay của Yến. Yến đã hoàn thành xong cái công việc của mình, đã là đặt lịch công chiếu tối nay cho cái video của Yến, và Yến áp dụng làm thực hành ngay trên cái kênh của Yến và cái video của Yến luôn. Thì đây là cái hướng dẫn mà Yến muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách công chiếu video trên kênh YouTube của mình như thế nào, để cho những bạn mới làm kênh YouTube các bạn có thể là biết được cách công chiếu video trên kênh YouTube của mình để tăng cái lượt tương tác, tăng lượt sub nhiều hơn. Thì đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Nếu các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì các bạn hãy like, đăng ký, chia sẻ và đăng ký cái kênh YouTube của Yến nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.